chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Dần sinh 1974, hưởng lộc trời cho, giàu có khó ai sánh bằng. Đúng trong tháng 9 âm lịch 2024 phất lên như diều gặp gió. Người tuổi Giáp Dần sinh 1974 thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Những người tuổi Giáp Dần rất mạnh mẽ, dũng cảm và độc lập. Họ có lòng tự trọng cao và thích làm mọi việc một mình. Họ rất trung thành và thường giữ lời. Họ luôn có thể bảo vệ tốt cho bạn bè và giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ thường ích kỷ, họ có ý nghĩa và chủ quan, thật khó để họ ngưỡng mộ người khác và họ hơi liều lĩnh trong việc làm. Người tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã thông minh, hiếu học, nên họ có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng khi lớn lên. Họ có khả năng tập trung cao độ khi làm bất cứ điều gì. Chính vì thế, họ rất ít phạm phải những sai lầm trong công việc. Để đạt được thành công trong cuộc sống, người Giáp Dần sẽ phải chấp nhận mạo hiểm và liều lĩnh. Những mục tiêu của họ gần như là bất khả thi, nhưng họ sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết mọi khó khăn. Những người tuổi Giáp Dần có lối sống khép kín, không thích thân thiết quá mức với người lạ. Tuy vậy nhưng họ vẫn có được thiện cảm của mọi người nhờ vào phong thái thanh lịch, lời nói dễ mến. Tình duyên của người tuổi này khá long đong, lận đận, nên phải đến tận khi lớn tuổi mới ổn định cuộc sống gia đình. Vì tính tình của người tuổi Giáp Dần khá nóng nảy nên bạn đời của họ phải là người mềm mỏng, biết yêu thương, chiều chuộng họ. Do tinh thần bất khuất của họ, người tuổi Giáp Dần có thể dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ thường có thể nhận được những lời khen ngợi và đánh giá cao từ ông chủ của họ. Vì tham vọng mạnh mẽ của họ và họ có thể được thăng chức và lớn lên nhanh chóng, hãy kiên nhẫn hơn, điều đó sẽ làm nhiều điều tốt hơn cho họ. Những người tuổi Giáp Dần sẽ sống một cuộc sống khá giàu có. Một mặt vì thành công trong sự nghiệp, họ có thể kiếm được một số tiền. Mặt khác, họ rất giỏi đầu tư, từ đó họ có thể kiếm được một số tiền đáng kể. Bên cạnh đó, họ có tài tiết kiệm tiền. Một lời khuyên, hãy hào phóng với bạn bè khi họ cần sự giúp đỡ tài chính của bạn. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng Giêng. Người tuổi này có gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Tháng 1 âm lịch là thời điểm tiết trời mát mẻ, mọi vật đâm chồi, nên người tuổi này thường có tính cách chính trực, có ý chí kiên định và khá lương thiện. Những người này thường được bề trên yêu thương và giúp đỡ tận tình, con đường phát triển thuận lợi, dễ thăng quan tiến chức và hưng thịnh trong tương lai. Họ là người có gia đạo an yên, con cái có hiếu, từ khi sinh ra đã được sống cuộc sống vinh hoa phú quý, thông minh, tài giỏi, nên không phải chịu sự quản thúc hay cúi đầu trước người khác. Nhìn chung, người tuổi này được coi như là đại cát của 12 con giáp. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch là thời điểm xuất lực, cơ hội thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi này thường tài trí hơn người, giỏi tính toán, mưu mẹo. Việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có khả năng thống lĩnh đại quân, lãnh đạo ngàn người. Vận mệnh của những người này đều có chiều hướng tốt đẹp, bởi họ có tài năng xuất chúng, dễ lập nên đại nghiệp. Họ vừa có đức, có tài, có trí, có dũng, nên dường như không có gì có thể khiến họ lùi bước. Người tuổi này có khả năng lãnh đạo tốt, được kính để và yêu quý bởi nhiều người. Nhìn chung, đây sẽ là những người tập hợp các phẩm chất tốt, ưu điểm hơn người, dễ làm nên đại sự. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 3 âm lịch, có tiết trời thanh minh, mọi vật giao hòa. Người tuổi này sẽ được hưởng lộc đất trời, khí thế xung thiên lập nên nhiều công trạng, trăm người ngưỡng mộ. Những năm đầu vận mệnh có nhiều biến cố, từ sau tuổi trung niên thì khởi phát không gì ngăn cản được, khí thế ít bị kiệt. Người tuổi này được trời ban trí thông minh, làm việc đều đạt thành tích cao, đường sự nghiệp vượng phát và thường có địa vị cao trong xã hội. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch, tiết trời lập hạ nên nóng bức, cây cối lại xum xuê, tốt tươi. Người tuổi này thường được ban phúc tướng, gia đạo đều yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương, hòa thuận với nhau. Bản mệnh trong công việc dễ bề gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân phù trợ về nhiều mặt, cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 5 âm lịch.
người tuổi này lại không có được vận mệnh êm đẹp vì bản mệnh có tính nóng nảy, dễ bị kích động và kiểm soát bản thân không tốt. Mỗi khi gặp chuyện hay biến cố, bản mệnh đều nói năng thiếu suy nghĩ, lời ra tiếng vào, mặc kệ người khác nên dễ đắc tội với họ. Mặt khác có sự dũng cảm, cương trực, dám nhận trách nhiệm, dám đứng lên bảo vệ mình và không chối bỏ lỗi lầm. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch thường là người trung thực, hiền lành, nhưng có phần e dè, cô độc và hay xa lánh mọi người. Tuy nhiên, nếu đắc tội với những người này thì không dễ dàng mà thoát khỏi, bởi họ là người có thù thì ắt sẽ báo. Dù họ không có giả tâm hại người khác, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ bản thân. Những người tuổi này có ý chí phấn đấu vươn lên nên dễ phát tài. Họ cũng là người có lối tư duy tốt và sáng tạo, nên dễ thành công trên con đường đi của mình, luôn quyết tâm đến cùng để đạt được mục tiêu. Và cũng vì lẽ đó nên họ cũng khá cố chấp, muốn thứ gì là phải đoạt lấy đến cùng. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch là người chu đáo, chu toàn mọi việc, có cách đối nhân xử thế, được mọi người trân trọng và yêu quý. Tuy nhiên, có nhiều khi họ khăng khăng cho suy nghĩ của mình là đúng nên trở nên cố chấp và nảy sinh bất đồng với nhiều người. Họ cũng là người thù dai nên khi bị hại thì chắc chắn họ sẽ có phản ứng mạnh mẽ, kịch liệt, tấn công để đối phương phải trả giá. Trong tình duyên, họ thường là người giỏi ăn nói nên cũng hay than phiền, nhưng kết cục cũng chỉ là muốn mang lại những điều tốt đẹp tới người mình yêu thương. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch. Người tuổi này có nét quyến rũ đặc biệt, hấp dẫn mạnh mẽ với người khác phái nên số mệnh đào hoa. Điều này khiến bản mệnh dễ gặp xích mích, vướng vào thị phi hay dòng tình cảm liên miên, hoặc vì chuyện tình cảm mà tốn kém của cải. Người này mang nhiều tham vọng, luôn khát khao cháy bỏng đam mê của mình, nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất lãnh đạm, không quan tâm, vì vậy họ là nhân chứng điển hình cho kiểu người đa nhân cách. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch. Người tuổi này được mãn phúc kinh luân, thông minh, tháo giác, học cao hiểu rộng, tuy nhiên lại ít khi gặp thời nên mọi chuyện khó thành. Chính vì lý do này mà họ chỉ mong cầu bình an, cuộc sống nhẹ nhàng chứ không mơ tưởng về sự nghiệp lớn, thậm chí còn muốn đi tu thân để xóa bỏ tạp niệm. Bản mệnh đủ tài, đủ trí và linh hoạt nhưng lại không sống thực tế mà chỉ biết học suông. Họ không áp dụng được kiến thức vào cuộc sống thực, không có khả năng tự lập, thường dựa dẫm, ỷ lại, nên cũng không có chí làm đại sự đó. Người này đôi khi có những biểu hiện tự cao tự đại nên khó làm việc gì mà tự mình thành công, không được quý nhân phù trợ. Trí tuệ hơn người nhưng không có nơi dụng võ, không làm người khác nể phục hay quý trọng. Vì vậy những người này cần thay đổi tính nết để dễ bề thành công hơn. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch là tiết trời lập đông. Vận mệnh người này có gặp vất vả nhưng vẫn không được như ý. Họ là người có tài năng, đức hạnh nhưng lại chẳng gặp thời thế, phải tha hương cầu thực muôn nơi, luôn cần dựa vào người khác mới có thể gặt hái được thành công. Số kiếp người tuổi này là phải đi xa nhà, xa người thân làm ăn, cả đời chịu nhiều khó khăn, vất vả, bỏ ra nhiều công sức nhưng thành quả lại chẳng là bao. Những người này luôn trọng nghĩa tình, tính nết hiền hòa, nho nhã, nếu có cơ hội tìm được bạn đồng hành đáng tin cậy thì vận mệnh có khởi sắc, sự nghiệp thành công. Và ngược lại, nếu chỉ đơn độc một mình thì cuộc đời vô cùng ảm đạm, không gặt hái được thành tựu gì. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi này có vận mệnh gặp phải nhiều trắc trở, nhiều điều cố gắng nhưng đều không như ý, thậm chí dễ vướng phải các tai họa xấu số từ trên trời rơi xuống như lao tù, tai nạn, bệnh tật. Vì vậy cần hết sức lưu tâm và cẩn trọng khi hành sự bất kỳ chuyện gì. Người tuổi này thường có cuộc đời phải trải qua nhiều tai ương đen đủi, lại chẳng được quý nhân phù trợ nên phải chịu cảnh vất vả cả đời bôn ba nơi xứ người. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu và quyết tâm đến cùng, thì người đó dù không làm nên đại sự cũng có cuộc đời không phải lo toan về tiền bạc. Họ thích một mình làm việc, không muốn du nhập các mối quan hệ xã giao không tốt nên sự nghiệp cũng khó bề thuận lợi, khó gặt hái thành công to lớn. Họ cũng có mối quan hệ với gia đình vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, nếu được sinh vào giờ đẹp thì cuộc đời và vận mệnh vẫn có thể xoay chuyển, giảm bớt tai ương. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, rơi vào tiết Tiểu Hàn. Vận mệnh người tuổi này cuộc đời hung nhiều cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị tiểu nhân dây hãm. Cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề.
Người này cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, ít người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bè bạn để dựng dẫn quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp công danh thăng tiến. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này, trạng thái tinh thần tốt sẽ đem tới may mắn cho người tuổi Giáp Dần. Với rất nhiều dấu hiệu tử vi tốt lành, bạn sẽ thấy vận khí của mình được nâng cao về nhiều mặt. Tháng này tam hợp cục xuất hiện, bạn có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây. Bạn tràn đầy tự tin và nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, khó khăn, dù trong cuộc sống hay công việc, bản mệnh đều có thể giải quyết mọi vấn đề bằng thái độ tích cực, lạc quan và đạt được thành công tốt đẹp. Về mặt tài chính, xu hướng sẽ là ổn định trong tháng 9 âm lịch này, hãy cân nhắc tìm kiếm một số cơ hội đầu tư mới để tăng nguồn thu nhập của bạn. Thu nhập từ công việc chính vẫn được đảm bảo và bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức, tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Phương diện tình cảm trong tháng 9 âm lịch cũng có thể được coi là điểm sáng lạc quan trong vận trình của tuổi Giáp Dần, nhờ có các tinh thái âm cũng như ngũ hành tương sinh. Con giáp này tìm được niềm an ủi, cổ vũ, động viên từ những người thân của mình, người độc thân thậm chí nhận ra ai là người chân thành với mình. Sau khi trải qua hoạn nạn, tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tinh thần vui vẻ giúp bạn tràn đầy năng lượng và có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện thể lực cá nhân. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần vô cùng rực rỡ như mặt trời ban trưa. Bản mệnh được cả cục diện tam hợp và nguyệt lệnh lâm quan nâng đỡ, nên càng làm càng may mắn, chất lượng và hiệu suất công việc không chê vào đâu được. Cụ thể tháng 9 âm lịch này, bản mệnh có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây. Bạn tràn đầy tự tin và nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách và khó khăn, đặc biệt với những lần thể hiện bản thân đúng lúc, giành được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, thậm chí còn thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng, có được nhiều cơ hội và sự công nhận hơn. Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo và hợp tác của con giáp này cũng sẽ được cải thiện, bạn sẽ thể hiện tốt trong công việc, nếu gặp phải vấn đề khó nhằn thì tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp kịp thời. Đây sẽ là một lựa chọn sáng suốt, bạn không nên chiến đấu một mình để tránh những thiệt hại bất ngờ cho công ty. Điều quan trọng nhất để thành công trong sự nghiệp là luôn tập trung và kiên nhẫn, không bị phân tâm bởi những vấn đề xung quanh. Duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề và đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, sức ép từ cấp trên và công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Công việc sẽ chiếm hầu hết thời gian của bạn. May mắn rằng bạn là người biết sắp xếp và ưu tiên nên không có gì đáng phải lo ngại. Tuổi Giáp Dần cũng là người linh hoạt và nhanh nhẹn, nên bạn thích nghi được với môi trường mới rất nhanh. Nhưng chớ nên hành động quá tùy tiện chỉ vì tin vào trực giác của mình, bởi không phải lúc nào trực giác của bạn cũng chính xác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, vận tài lộc của tuổi Giáp Dần có dấu hiệu tăng tiến, cơ hội sẽ rất quý giá nên bạn cần nhanh tay nắm bắt, nhờ đó mà doanh thu tăng lên rõ rệt. Với người làm công ăn lương, bản mệnh đạt được kết quả công việc vượt trội và có thêm thu nhập cho bản thân, nên tháng này không gặp nhiều áp lực tài chính, bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức, tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên thay đổi thói quen chi tiêu quá sớm, mua sắm có chừng mực và thận trọng khi có ý định đầu tư. Nếu có thể duy trì một khái niệm quản lý tài chính thận trọng, bạn mới có thể đảm bảo cuộc sống ổn định. Trong khi đó, người đầu tư kinh doanh bắt đầu thu lợi nhuận, có những hạng mục tưởng như không có hy vọng thì nay đã được hồi sinh. Tuy nhiên,
Bạn không nên bằng lòng sớm mà nên tìm cách gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau khi dùng một khoản tiền lớn để đầu tư. Tuổi Giáp Dần không thể chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt, dù có gặp cơ hội tốt, bạn phải hiểu rõ xu hướng của thị trường. Đừng quên tìm kiếm thêm những lời khuyên từ bạn bè hoặc các chuyên gia xung quanh để có cái nhìn tổng quan nhất. Đừng bao giờ thực hiện các khoản đầu tư có rủi ro cao vì bạn có thể mất rất nhiều tiền. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, phương diện tình duyên của tuổi Giáp Dần cũng có nhiều điểm sáng. Với người đã lập gia đình, bản mệnh luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên đến từ các thành viên trong nhà. Đặc biệt, nửa kia của bạn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Bạn có thể tâm sự mọi điều với đối phương để thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, người ấy cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến tham khảo giúp bạn giải quyết vấn đề đấy. Người độc thân tháng này cũng có dịp để nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và cổ vũ mình trong suốt một khoảng thời gian dài, trải qua nhiều khó khăn. Bạn đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào đối phương. Vì thế, nếu trái tim đã rung động thì con giáp này nên cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu thêm về nhau. Rất có thể người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu. Nếu đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân trân trọng đối phương. Hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu quan hệ đã chín mùi thì hai người có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tinh thần vui vẻ giúp bạn tràn đầy năng lượng và có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện thể lực cá nhân. Lưu ý rằng, công việc bận rộn nên bản mệnh cũng cần tập thể dục và thư giãn vừa phải. Như người ta vẫn nói, sức khỏe là nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Dù có làm việc chăm chỉ hay bận rộn đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian để thư giãn. Tránh làm việc quá sức để căng thẳng kéo dài. Đồng thời chú ý duy trì thói quen sinh hoạt tốt và chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt. Nhìn chung, nếu có thể duy trì được trạng thái tinh thần ổn định trong tháng này thì con giáp này không phải lo lắng gì về vấn đề sức khỏe. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Dần sinh 1974. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc, làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi hoặc đang quan tâm. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ đối phương. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ngày này trong quá trình làm việc nhóm sẽ giúp bạn ghi điểm với tập thể. Bạn cũng rất tự tin trong các bài thuyết trình bày dự án mới. Ngày này bạn còn đón vận may về tài chính, những ý tưởng bất ngờ có thể giúp bạn kiếm ra tiền. Hãy hợp tác với người bạn tin tưởng để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có được sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc có quý nhân đồng hành nên tinh thần làm việc lên cao, hiệu suất không đùa được đâu. Ngoài ra, con giáp này còn đón nhận những cơ hội kinh doanh quý giá thông qua sự giới thiệu trung gian của bạn bè. Đây là cơ hội tốt nên hãy tranh thủ tận dụng. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Ngày này, chuyện tình cảm ngọt ngào và lãng mạn đem đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn. Trong hôm nay, bạn cũng có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho đam mê. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh đạt thành tích tốt trong công việc khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên thêm phần tin tưởng. Thời gian tới, bạn có thể sẽ được cử đi công tác ngắn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh làm việc hăng say và dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn đang tiến ngày càng gần tới hơn tới thành công mà mình vẫn luôn mong đợi. Ngày này còn có sao may mắn chiếu mệnh, bạn sẽ đón được cơ hội tốt về tài chính, nên tranh thủ cơ hội này để thực hiện các kế hoạch kiếm tiền. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ là một ngày mà công việc suôn sẻ và bạn còn khẳng định được năng lực và vị trí quan trọng của mình trong tập thể. Tài lộc trong ngày này cũng hanh thông, quá trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên lợi nhuận dư dả. Một số người cũng có thể đòi nợ thành công trong ngày này. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ phát huy tác dụng, sẽ đem lại cho bạn nhiều sự hậu thuẫn,
Những thông tin quý giá từ bạn bè cũng giúp bạn có quyết định đầu tư đúng đắn. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Tuần này, chính tài sẽ mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Giáp Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, con giáp này có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong tuần này chuyện tình cảm của bạn và người nhà có dấu hiệu bất ổn, đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính khiến nửa kia tổn thương. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Tuần này, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Giáp Dần hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà bạn đã tốn công gây dựng. Bản mệnh nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế bạn không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Để thuyết phục được mọi người, bạn cần trình bày vấn đề rõ ràng, khách quan hơn. Trong tuần thổ sinh kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhờ có nửa kia mà bạn không nao núng trước khó khăn, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Trong tuần này, nhờ có được tam hợp nâng đỡ, người tuổi Giáp Dần có một tuần yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên dù có gặp vài khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tuần này, người tuổi Giáp Dần còn có sự hậu thuẫn của chính tài trên đường tài lộc, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi bất ngờ. Bên cạnh nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính, con giáp này còn có thêm những khoản tiền từ những nguồn khác, việc tích lũy ngày một tăng dần lên. Tuy nhiên, trong tuần thủy dưỡng cho thấy, bạn cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Có các tinh thiên tài xuất hiện trong tử vi tuần này của tuổi Giáp Dần, báo hiệu thu nhập tăng tiến với con giáp này. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái, chỉ cần bạn chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay. Không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính, vận may tiền bạc tìm đến nên bản mệnh cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. Thế nhưng, tài khí dư giả không có nghĩa là bạn chỉ nghĩ tới cách tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy. Hãy xem đây là động lực tốt để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phát huy năng lực của mình trong việc kinh doanh, làm ăn, từ đó kiếm lợi nhuận tốt hơn. Trong tuần thổ khắc thủy nhắc nhở tuổi Giáp Dần cần quan tâm hơn đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Bạn hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, mỗi ngày cùng trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo là cẩm nang dưỡng dận cho tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp phát triển vô cùng rực rỡ, tài lộc có dấu hiệu tăng tiến, doanh thu tăng lên rõ rệt. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu xanh nước biển và màu xanh rêu. Con số may mắn 57, 43 và 35. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, dày tuổi Giáp Dần sinh 1974 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tý.
Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Giáp Dần và tuổi Tý, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu và vị trí top đầu luôn phải giao cho tuổi Giáp Dần. Vì con người này thích mình luôn ở vị trí đứng đầu, tuổi Tý hơi nhút nhát, sẽ là hậu phương vững chắc cho tuổi Giáp Dần. Ngoài chiến tuyến, tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho tuổi Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần với tuổi Sửu có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Giáp Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Giáp Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Sửu sẽ dạy tuổi Giáp Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Giáp Dần sẽ chỉ cho tuổi Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dần. Trong công việc, hai người tuổi Giáp Dần cũng cần nỗ lực không ngừng để giữ hòa khí và để cho công việc êm đẹp. Tuổi Giáp Dần vốn chăm chỉ và có hoài bão lớn. Nếu cả hai tuổi Dần đều có cùng một mục tiêu chung, họ sẽ phát đạt nhanh chóng bởi nguồn năng lượng trong họ rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu họ không đi chung một con đường, sự nghiệp của họ rất khó thành bởi sự bất ổn định thường xuyên xảy ra. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mão. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Giáp Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Giáp Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Giáp Dần. Ngược lại, tuổi Giáp Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tỵ. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Giáp Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Ngọ có thể hợp tác tốt, họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên trong công việc, người tuổi Giáp Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Giáp Dần cần để không gian cho tuổi Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Giáp Dần vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Giáp Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Thân. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Giáp Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, tuổi Thân thích chơi nhiều hơn, làm hai con giáp này nhanh chóng chán nhau bởi tuổi Thân coi tuổi Giáp Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Giáp Dần, tuổi Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Giáp Dần với tuổi Dậu. Nếu tuổi Giáp Dần và tuổi Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Giáp Dần đánh giá cao hơn tuổi Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Giáp Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Dậu thì vui vẻ để tuổi Giáp Dần đứng ở vị trí trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Giáp Dần với tuổi Tuất. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Giáp Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi.
Điều mà tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Giáp Dần là đôi khi tuổi Giáp Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Giáp Dần với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Dần và tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Giáp Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Quý khán giả thân mến, con người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào, người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở. Nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt 3 việc này. Điểm phong thủy thứ nhất, miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này, cần nhớ 3 điểm sau. Không bóc trần thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất trương kiểm thụ hoạt nhất, trương bị ý nói, con người sống không thể không có thể diện. Giống như cây cối không thể không có lớp vỏ, khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói, không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân. Ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp hợp. Người có trí tuệ cao khi có việc cần nói sẽ nói, không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ hai, tâm người ta nói. Tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý 3 điều sau. Nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện có thiện, báo ác có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương, thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Nuôi dưỡng tâm khoan dung. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử. Khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình, thay vì thù hận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung, độ lượng luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn, vô tư và kiên định của đại địa. Trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thực sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình.
Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh, làm ăn vẫn nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt thảm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.